Dạ rồi, Ngọc Trung cũng mến chào anh em bà con trong miền đã quay trở lại với kênh của Ngọc Trung ha. Thì lời nói đầu tiên vô video thì Ngọc cũng xin chúc bà con là một buổi chiều ấm áp vui vẻ, tràn đầy niềm vui trong mọi cuộc sống nha. Thì hàng hôm nay bắt đầu về cho anh em ha. Nói chung hàng hôm nay về có một số là để cho anh em lấy phụ tùng rất là nhiều nha anh em nha. Đó, thì hôm nay về được ít cây cắt cỏ ha. Với lại có một số phụ tùng nè. Mấy cái này thì bán cho anh em về nhà, anh em cần xài những cái gì thì xài nha anh em nha. Đó, mấy cái này thì thấy trong bãi nó đẹp 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 thì đem về cho anh em thôi ha. Đó. Rồi, có một số bình xăng con nè, còn số bố nè, là gì, xích nè, lam nè, lũ, cái lũ này nó bự lắm anh em à, cái lũ nó bự như mới luôn à, ha, bự tà bá à, đó, như là được mấy cây cắt cỏ nha anh em nha, đó, hôm nay cây cỏ thì nhiều lắm nha anh em ha, có một cây ba lô, hôm nay có một con máy này hình như là nó nằm trên cái máy đầm hay sao anh em à, nó 430 ha, con này tương đương là 43 nè, anh em thấy không, nè, nó sôi sôi lớn nha, con này hai thì nha anh em nha. Hai thì con này nó năm mươi mấy sơ sơ lận ha, nó mấy sơ sơ lận nha anh em nha. Đó thì nó sẽ tương đương tới 4.3 này ha anh em thấy không. Đó rồi thì có một số máy sát ha, đó máy cho anh em về lấy phụ tùng này. Đó con nào TL33 nè, TL33 nè, Mitsubishi TH34 nè, Honda nè ha, nó cho anh em về lấy phụ tùng nha. Và con số cưa này cho anh em, cái nào nó nổ thì bán theo tình trạng, nổ cái nào nó không nổ bán theo tình trạng, cho anh em về lấy phụ tùng hoặc dọn tiền anh em ha. Con số bình phun phân xả lúa cho anh em này ha, nhiều anh em mà hỏi rất là nhiều nha anh em nha. Đó thì nói chung là xịt thuốc hai tay hai đầu nè, nói chung là rất nhiều nha anh em nha. Thì anh em coi những con nào mà cảm thấy nó phù hợp với mình trên cái video này thì anh em chọn ha anh em ha. Thì với lại Ngọc có một điều với lại anh em nè, anh em chốt những bất cứ con máy nào Ngọc quay làm sao bán hình thức trên video này ha. Đó, có làm sao bán y như trên video này, anh em chốt mã số. Đó là ngày hôm nay Ngọc lên là cái mã số bao nhiêu. Đó thì chốt cái mã số đó là ngày hôm nay. Thì là ngày bao nhiêu đó. Như thí dụ hôm nay là ngày 8 đi ha. Ngày 8 tháng 8 này là thì anh em chốt mã số 5, ngày 8 tháng 8. Đó thì anh em có coi tới coi lui, coi cho kỹ đi, cảm thấy cái con máy của mình nó phù hợp với mình cái đã là mình chốt hàng anh em nha. Chứ nhiều lúc anh em coi không có kỹ rồi xong rồi bắt đầu anh em về nhà anh em hòn về nó cũng vậy à. Ha anh em ha. Đó cứ coi cho kỹ đi là bắt đầu mình mới chốt hàng. Thì Ngọc cũng đâu có ép buộc được anh em được, tại vì anh em là khách hàng, anh em mua hàng bất cứ con máy nào trên cái video này thì Ngọc bán theo hình thức trên cái video này. Đó, nó có sao bán y như vậy thôi anh em ha. Thì anh em coi cho kỹ. Như thí dụ mình đang coi con máy này, mình thấy con máy này nó hợp với mình nè, thì mình coi lại một lần nữa, mình quay tới, mình quay luôn là mình coi cho kỹ đi là bắt đầu mình chốt hàng nha anh em bà con nha. Đó. Chứ một khi mà hòn tới hòn lui như anh em mà chốt hàng mà hòn về nó Ngọc nói thì nó bể tùm lum hết á ha. Nó không đáng xá dẹp bao nhiêu hết á. Đó. Anh em coi kỹ giùm cho Ngọc nha. Thì hôm nay có một số phụ tùng này, bình xăng nè. Robin EE15 nè. Đó, mấy cái bình xăng này bán theo hình thức trên video này luôn nha anh em nha. Đó, có sao bán y vậy luôn ha. Đó. Thì phụ tùng nó quá trời luôn nha anh em nha. Đó. Hôm nay có nguồn nước sát về cho anh em lấy phụ tùng luôn ha. Rồi bây giờ vô vấn đề chính cho anh em nha. Đầu tiên là vô cho anh em con số 0 này ha. Con số 0 này là một con Mitsubishi nha. Đó, Mitsubishi. Áo nó thì nó hơi mốp mốp này ha. Rồi cái nước sơn này là bên Nhật nước sơn chứ Ngọc không có sơn nha. Đó, tình trạng là bán theo hình thức trên video này luôn ha anh em ha. Đó, anh em nào coi kênh cảm thấy mà yêu thương Ngọc, mến thương Ngọc á, thì cho Ngọc xin một nút đăng ký, một nút like bà con nha. Và coi cho kỹ ha. Hàng này là ship toàn quốc đều có một cái là không bao phí vận chuyển ha. Hàng này có nổ thì bán theo tình trạng nổ là về nhà phải vệ sinh là bình xăng con. Còn hàng này á là có nổ á, do dù nó mồi xăng nổ thì anh em về nhà vệ sinh là bình xăng con. Con nào mà không nổ thì bán theo mù nha, bán mù nha anh em nha. Đó. Rồi, con số 0 là một con Mitsubishi. Con này nó là thiếu nắp boe ha. Đó, thiếu nắp boe. Nó là 430 nha. 430, tương đương là 4.3 sao nè. Đó. Nó là cái này là cốt thẳng luôn ha. Nè, cốt thẳng luôn nè anh em, thấy không? Nó là hai thì nha, nó xài xăng hai thì nha anh em bà con nha. Rồi giật mấy con này đi. Nhìn cái bô này, nhìn cái bô bên này nè. Vệ sinh lại bình xăng con nữa ha. Đó. Cái này là nó có cái cục gì đây nè. Cục gì nó chạy vậy đây nè ha. Thì anh em về nhà nghiên cứu nha. Đó. Cái cục này nó chạy cái kiểu gì đây này thì Ngọc không hiểu, hình như là cái này nằm trên máy đầm hay sao nè mà ha. Đó. Thì con này bán theo mùi xăng nổ cho anh em nè ha. Con số 0 này đỡ cho anh em, giá nó là 1 triệu thôi nha. 1 triệu thôi về anh em đổ vô cái sân bơm để bơm nước anh em nha. Mã số 0 ha. Mã số 0.
Vô số 1 nè, số 1 vô cho anh em là một con Echo 253 nha, Echo 253 ha. Đó, tum rồi nha. Nó nằm trên vàng ba lô ha. Sao mà cái cần gì mà đỡ dính lên trời vậy? Đó, ba lô nha anh em nha. Con này thì chén kẹp đầu bò đầy đủ ha. Tay lái ngắn có luôn. Ừ, mẫu mã con này còn đẹp cực kỳ luôn ha. Đó. Con này thì nó nằm 34 nha, 253 nằm 34 ha. Chỗ này nó chút sơn xíu thôi nha anh em nha. Thì dòng Echo 253 thì anh em biết rồi ha. Đó, ba lô nằm đẹp cực sục cực kỳ luôn ha. Thôi đợi đó cái gì đóng hàng đi rồi xong mà bỏ vô sau cũng được. Đó, con này đẹp nha. Tay lái đồ đầy đủ ha. Đó. Rồi con này thì Ngọc sẽ đỡ cho anh em là giá nó là 900.000 nha, nằm 34 900.000 ha. Ba lô con này cũng còn đẹp nè. 900. Mã số 1. Ốc phán cũng còn đẹp nha, hơi chốc sơn xíu thôi, không có sao đâu. Rồi số 2 nè. Số 2 là vô cho anh em là một con là con này thì nó đẹp phải tầm cỡ 95% nha. Đó, nó nằm trên vàng TG18 ha. Con này ốc tán là đẹp luôn, nằm trên cần câu nha, cần sắt ha anh em ha. Đó, mẫu mã còn đẹp nè. Đừng có đè lên cần nữa. Con này tum rời 260 nha, con này tum rời 260 về gắn thì thuốc được luôn nè ha. Bô nó nè, bô bên trong nè, còn màu còn đẹp nha. Đó, ốc tán là siêu VIP luôn nè, bình xăng còn mới chát à ha. Con này đẹp cực kỳ luôn á nha anh em nha. Mà nó nằm trên đầu cần câu ha, để về nhà mình cắt cỏ đường mương nha. Con này thì chén kẹp đầu bò đầy đủ nè ha. Đó, tại vì cái mấy cái mưa bờ mương á là mình dùng những con này là đúng bài nha. Đó, rồi con này đẹp cực kỳ ha. Rồi con này đỡ cho anh em giá nó là 700.000 nha. Số mấy? Mà số 2 nha anh em bà con nha. Ở dưới đây nè. Rồi số 3 nè. Số 3 vô cho anh em là một con Robin ha. Con Robin này là màu áo cà phê nha. Màu áo sữa cà phê nha. Nó là EC025 nòng 34. Bô thì còn đẹp nè. Đó, ốc tán cũng còn đẹp nè ha. Bình xăng cũng còn đẹp nè. Đó, mẫu mã nha. Ừ, đẹp cực kỳ ha. Con này nó là thiếu cái tay lái ngắn nha. Để bổ sung cho anh em cái bộ tay lái ngắn. Chén kẹp đầu bò đầy đủ. Rồi cái này về nhà vệ sinh lại bình xăng con nữa là anh em hốt hàng nó cho Ngọc nha. Con này nòng 34 ly ha. Con này nòng 34 ly, thiếu tay lái ngắn. Anh em nhớ nhắc Ngọc nha, bỏ tay lái ngắn vô nha. Con này đổi cho anh em giá 850 thôi, thiếu bộ tay lái lớn mà. Mã số 3. Số 4 nè, số 4 vô cho anh em là một con TD24 nha. TD24 tum rời 260 ha. Con này tay lái lớn, tay lái đẹp luôn. Chén kẹp đầu bò đầy đủ luôn. Đó, mẫu mã con này còn xoay nha, con này còn xoay nha anh em nha. Đó, còn xoay ha. Con này thì bình xăng trên nha anh em nha. Đó, còn đẹp nha. Rồi giật máy đi. Nó là nòng 33 ly ha. 24 sơ sơ nòng 33 ly. Cái này là quấn cước được rồi nè. Đó. Con này thì mẫu mã con đẹp nha. Rồi con này đổi cho anh em giá nó là 800.000. Số mấy vậy? Mã số 4 ha anh em bà con ha. Đó, tay lái lớn nha anh em nha. Rồi vô cho anh em là một con TA33 nha. Con này nòng 36 ly nha anh em nha. Tum rồi ha. Chén kẹp đầu bò tay lái đồ đầy đủ nè ha. Đó, mẫu mã nè, tay lái nó nè, tay lái sắt nha anh em nha. Đó. Nòng 36 ly nha anh em bà con nha. Đó, mẫu mã cũng đẹp ha. Giật máy đi. Rồi, con này là về nhà vệ sinh lại bình xăng con đúng bài nè, công tắc nằm ở bên trước này nha. Đó, tay lái đồ đầy đủ nè. Về nhà nhớ vệ sinh lại bình xăng con nha. Đó, cực kỳ đẹp ha. Rồi con này thì cũng tương đối cho anh em là ha, nòng 36 ly. Rồi con này đổi cho anh em giá 1 triệu nha. Mã số 5. Số 6 vô cho anh em là một con Robin NB232 nha. Tay lái chính kẹp đầu bò đầy đủ ha. Mẫu mã con đẹp nè. Đó, tay lái lớn ha anh em ha. Giật máy đi. Con này còn khá đẹp nha. Chưa bể luôn nè. Thấy không? Bô còn mới chát luôn nè. Thấy không? Ốc ác là còn đẹp nha anh bà con nha. Đó, tay lái nè ha.
đó, chứng kịp đầu bài đầy đủ thì con này về nhà vệ sinh lại bình xăng con nữa là đúng bài nha anh em bà con nha. Đó, con này đỡ cho anh em giá nó là 670 ngàn, số 6, số 7 nè, số 7 vô con này nó bị mẻ đang xíu nè, con này nó đẹp lắm nè ơi, anh em coi dàn ốc nó nè, thấy đẹp không, thấy không, bô nè còn đẹp nha, con này cũng đẹp lắm, nó là Robin BR19.2 nha, đó nòng 32 ly. Kỳ lạ vậy. Thôi con này bán cho anh em giá nó 600 ngàn nha anh em nha. Mà số mấy vậy? Vô tiếp cho anh em nè. Một con là Robin hộp nha. Con này nó là 22 sơ sơ, nòng 32 ly nha. Đó. Nòng 32 ly. Về nhà vệ sinh lại bên sân con nó đúng bài luôn nè anh em à, ha. Đó, tay lái nha, chuyển kịp đầu bò đầy đủ ha. Đó, tay lái lớn. Rồi, con này thì cũng còn tương đối nè ha. Rồi, con này đỡ cho anh em giá nó là 700 ngàn nha. Mã số mấy? Mã số 8 cho anh em bà con nha. Rồi, có một con đồ cổ ha. Con này đồ cổ này là dùng cho người lớn tuổi nha. Đó, chuyển kịp đầu bò thì đầy đủ nha. Đó, nó là Echo ha. Echo đây, Echo 2.4 nè. Rồi giật máy con này đi. Rồi con này về nhà vệ sinh bình xăng con cho anh em chế cháo bày bạ cho vui nha. Rồi con này đỡ cho anh em giá nó là 600 ngàn thơ ha. Đó, 600 ngàn thơ. Mã số 9. Số 10 nè, số 10 là vô cho anh em làm một cái bình xịt thuốc nha, bình xịt thuốc nè của Agri nè ha. Đó, Agri SD nè, 252 nè. Bình này thì nó là 25 lít nha, 20 lít tới đây. Ha, 20 lít tới đây, lên tới đây được 5 lít nữa là 25 lít nha anh em bà con nha. Đó. Con này là xài ti 2 đầu nè ha. Đó, xài ti 2 đầu, con này còn đẹp nha. Ừ, khá đẹp luôn ha anh em ha. Rồi giật máy con này đi. Mẫu mã con này đẹp nè. Cái này thì dây đeo dây rít đồ đầy đủ nha. Đó, bình thì bao không bởi nhưng mà xì lỗ một ngọt bao không được nha. Đó, mẫu mã còn đẹp ha. Rồi con này đỡ cho anh em giá nó là 1.3 triệu nha. Bình 25 lít 1.3 triệu. Bao nhiêu? Mà số 10 nha anh em bà con nha. Đó, về nhà vệ sinh bình xăng con ha. Rồi vô cho anh em một con Arimitsu ha. Arimitsu con này là 513 này ha. 50 sơ sơ, 51 sơ sơ. Con này thì bình nó là đây. Đó, bình đây. Bình này thì đựng được từ 16 kg đổ lại nha. Đó, bình này đựng được 16 kg đổ lại nè, lít á thì đựng được 15 lít à. Rồi, con này thì con này mẫu mã còn đẹp nè ha. Đó, còn đẹp nha anh em nha. Đẹp cực kỳ ha. Rồi con này cũng còn tương đối cho anh em nha. Rồi con này đỡ cho anh em giá nó là 1 triệu nha. Mã số 11 nè. 12 nè, 12 vô cho anh em là một con MD 160 nha anh em nha. Bình này thì 12 lít ở đây. Rồi bình này đựng được 15 kg đổ lại nha. Đó, bình này xả lúa phun phân được hết nha anh em bà con nha. Đó.
Magu ha, Magu MD160. Đó, mẫu mã cũng còn tương đối cho anh em này ha. Đó, bình xăng trên về nhà dễ vệ sinh nha. Rồi về nhà vệ sinh là bình xăng con ha anh em ha. Đó, dây đeo dây đít đồ đầy đủ nha anh em bà con nha. Rồi, con này thì bán cho anh em giá nó cũng 1 triệu luôn ơi. Mã số 12. 13 vô cho anh em là một con Arimitsu nha, 501 nha. Đó, cũng là 501 tiếp nè, Arimitsu nè ha. Bình này thì đựng được từ 16 kg đổ lại nha. Tới đây 10 lít này lên tới đây 13 lít nè ha. Từ 16 kg đổ lại nè, máng nè. Dây đeo dây đít đồ đầy đủ nha bà con cô bác nha. Đó, dây đeo dây đít đồ đầy đủ ha. Mẫu mã còn đẹp cực kỳ luôn, ốc 8 là siêu vip luôn. Con này nó bị răng lên xíu nè anh em thấy không? Đó, không đến nổi gì đâu ha. Rồi, con này còn đẹp nha. Dây yên dây đeo dây đít đồ đầy đủ ha. Rồi, con này cũng còn tương đối cho anh em nè. Con này đỡ cho anh em giá nó là 1 triệu luôn anh em ơi. Mã số 13. 14 vô cho anh em là một cái bình xịt thuốc của TG nha. Đó, xịt thuốc của TG. Cái này công tắc bị mất rồi, về nhà anh em đấu công tắc lại nha. TG ha. Đó, áo cái này tới bị gãy răng hai răng này ha. Đó, máy móc thì xài quạt nha. Bình 15 lít nha anh em bà con nha. Bình này còn mới chét à ha. Bình đẹp xuất sắc luôn nha. Bình còn đẹp xuất sắc luôn nè anh em thấy không? Đó, mẫu mã cực kỳ đẹp luôn, 15 lít. Đó, về nhà vệ sinh lại bình xăng con nữa là anh em chốt kèo nó cho Ngọc nha. Đó, dây đeo dây đít đồ đầy đủ này ha. Rồi, con này đỡ cho anh em giá nó là 780 ngàn nha. Mã số 14. 15 nè, 15 vô cho anh em nè. Một con Echo ha. Echo này là Echo 402 nha. Đó, 42 sơ sơ ha. Bình này là bình 10 lít nè. Có ống sùng nha, con này có ống sùng nha. Máng vuông này ha. Đó, mẫu mã còn được tương đối nè, bình còn đẹp nè. Bình này đựng được từ 17 kg đổ lại nha anh em nha. Đó, 17 kg đổ lại. Rồi, con Echo này mẫu mã còn tương đối đẹp cho anh em ha. Đó, khá đẹp nha anh em nha. Đó, đẹp cực kỳ ha. Rồi, con này đỡ cho anh em giá nó là 1 triệu luôn nha. 13. 15 chứ. 16 nè, 16 có con DMD3003 nha anh em nha. Đó. Con này thì bình bể rồi ha, bình bể rồi nè. Đó. Bán theo tình trạng vậy luôn cho anh em về đỡ thổi lá nha, để dành thổi lá ha. Đó. Mẫu mã con đẹp nha, cái này nổ luôn nè. Giúp đi. Về để dành thổi lá nha anh em bà con nha. Về để dành thổi lá đồ bài bài cho vui thôi. Con này đỡ cho anh em 400 ngàn nha. Bao nhiêu? Mã số 16 nha anh em bà con nha. 17 vô cho anh em là một con MK60 ha. Một con MK60. Con này nó bị mất cái bình xăng mẹ rồi nha. Nó bị gãy cái đây nè. Anh em thấy nó bị gãy cái đây nha. Về cho anh em lấy phụ tùng đồ ha. Con này giật máy nãy như nó nổ luôn. Đó thấy không? Nó muốn nổ luôn thấy không? Đó. Bán cho anh em về nhà anh em soạn đồ anh em lấy phụ tùng hay muốn dọn lên máy đổ lại mình để dành thổi lá nha. Cái con này nó cũng 40 sơ sơ nha, nó cho vẻ cho nhà anh em nha. Đó, TA 40 à, 40 ly lận ha. Rồi, con này đỡ cho anh em giá nó là 380 ngàn nha. Mã số 17. Vô cho anh em là một con Echo Curix ha, 707 nha anh em nha. Đó, con này thì hơi nè, còn căng đét à. Đó, mắc ổ giật nha, mắc ổ giật là mắc con chó ha. Về cho anh em lấy phụ tùng nha. Đó, cái này thì nó bị gãy bên này ha. Đó, bán theo tình trạng về luôn nha anh em nha. Rồi, con này bán cho anh em hôm nay cho anh em là 500 ngàn nha anh em nha. 500 ngàn. 18. mười chín vô cho anh em là một con Echo 281 nha. Con này vip pro luôn, lam còn đẹp xuất sắc luôn ha. Lam nè, lít xích nè, còn đẹp tương đối đẹp cho anh em luôn nha. Mẫu mã cực kỳ đẹp ha. Con này phải đẹp tầm 95% là ít nha anh em nha. Đó, con này ốc tán là siêu đẹp luôn ha. Đó, rồi giật máy con này đi. Con này về nhà vệ sinh lại bình xăng con nữa là đúng bài luôn nha anh em nha. Đó, mẫu mã cực kỳ đẹp ha. Rồi con này để cho anh em giá nó là 1.350.000 nha. Nhiêu? Mã số 19. Vô cho anh em là một con Ruby ha. Con Ruby nè, 320 nè ha. 320. 320 nha anh em nha. Làm dài 4 tấc ha. Xích nó cũng còn đẹp nè ha. Đó, cái này thì nó bị lỗi gãy trên đây nha. Rồi, giật máy con này.
bán cho anh em, hôm nay xả cho anh em con này 1 triệu nha, 1 triệu luôn ha, 1 triệu nhiều. Mà số 20 về nhà vệ sinh lại bình xăng con nha. Số 21 vô cho anh em là một con ruby ha, ruby làm dài 4 tấc này ha. Đó, làm dài 4 tấc nha, ruby, ruby 320 nha, màu đen màu vàng đậm nha. Đó, làm xích dài đẹp ha. Rồi giật máy đi. Rồi, con này đẹp cực kỳ ha. Con này đỡ cho anh em giá 1 triệu 2 nha. 1 triệu 2 ha anh em ha. 1 triệu 2. Mà về vệ sinh là bình xăng con nha. Mẫu mã này còn đẹp cực kỳ luôn nè. Mã số nhiêu vậy? 21. 22 vô cho anh em là một con Echo Corix nha, Echo 281 ha. Đó. Xích làm xích còn dùng nè. Về nhà anh em chỉnh lại nha. Chỗ này nó có lỗ đèn xíu nha. Nó có lỗ đèn xíu nè. Giật hơi cho bà con ơi. Rồi giật được nè. Rồi về nhà vệ sinh lại muốn dọn gì tùy anh em nha. Đó, bán theo tình trạng mù luôn cho anh em luôn ha. Xích này còn dùng nè. Về nhà anh em mới chỉnh lại nè. Kẹt cái vậy. Rồi, con này đỡ cho anh em giá nó là 800 ngàn nha. 22. 23, 23 vô cho anh em là một con Echo 280 Makita, Echo 280 2935 này ha. Con này thì thiếu lăm xích nha, lăng thì còn đẹp nè. À, thiếu xích nha. À, lăng thì còn đẹp. Giật hơi cho bà con luôn. Con này tình trạng bị cứng ha. Con này tình trạng bị cứng, đỡ cho anh em giá 500 ngàn nha, 500 ngàn. Này nó bị bể vú bơm nè ha, thay vú về thay vú bơm. 500. Nhiêu? Mã số 23. 24 nè, 24 vô cho anh em là một con Echo 281 nha. Con này thì bị bởi cái lam này xíu ha, giật hơi cho bà con luôn ơi. Đó. Rồi giật được nè. Rồi con này giật được nha. Con này bán cho anh em giá nó là 450 nha. 24. 25 vô cho anh em một cái cưa tay cục nha. Tay cục này là của thằng Makita nè. Này nó bị mẻ đèn xíu nè ha. Makita đây, Makita. Makita bao nhiêu trời? Cứng này rồi. Makita đây là 2930 nha. Rồi giật hơi cho bà con ơi. Rồi con này giật được nè ha. Giờ anh em muốn lên phụ tùng hay muốn lên máy tùy anh em nha. Rồi con này đỡ cho anh em giá nó là 400 ngàn. 25. 26 nè. Con này bị tình trạng bị gãy cái này nè ha. Đây nè, tình trạng bị gãy cái này nè. Gãy cục cao su nhúng rồi nha anh em nha. Làm dài 3 tấc hơn. Con này đỡ cho anh em giật hơi cho bà con luôn ơi. Đó, giờ kiếm cục cao su bỏ vô nha. Con này hôm nay đỡ cho xả cho anh em luôn 600 ngàn. 26. 27. Con Echo 351 ha. 351 nha anh em bà con nha. Con này thì bị gãy mất cái cầm tắc rồi ha. Mất cầm tắc rồi nè. Đó, về cho anh em lấy phụ tùng nha. Giật hơi cho bà con ơi. Giật nhẹ nhẹ để giờ thấy cái nhẹ nhẹ xíu thôi, lên xíu nữa. 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 Ừ, qua luôn rồi. Giật hơi, giật đi. Đó, giật hơi tốt nè ha. Thiếu cái buri nha. Thiếu cái buri mất cái công tắc rồi ha. Đó. Con này đỡ cho anh em giá 300 ngàn, về cho anh em làm phụ tùng nha. 351 300 ngàn. Nhiêu? 37 hả? Hả? 27 hả? Cái lộn vậy? 27. Hồi nãy giờ mới có 27 vậy. Vô tiếp cho anh em một con Echo tay cục, tay cục nè. Mà nó là 2930 nha, giật hơi. Đó, giật được rồi, thiếu buri. Rồi, con này bị mất cái buri rồi. À, mất cái buri cho này nha, còn giật được nha. Rồi, đỡ cho anh em giày cho anh em luôn ha. 380 ngàn. 38. 28. Vô cho anh em là một con Sinowa G nha, G361 nha. Con này thì cứng ha, con này bị cứng luôn. Răng luôn, chén cháo nó cũng còn đẹp nè. Sao cũng uống ta. Mặt trước đẹp luôn nè ha. Đó. Rồi bán theo tình trạng cứng nha, thiếu bình xăng con ha. Thiếu ốp lam bình xăng con. Con này đỡ cho anh em giá nó là 650. Về anh em lấy phụ tùng. 29. Vô cho anh em là một con G. G gì cũng xin nó qua nha. Xin nó qua E300 nha. Đó, xin nó qua E300 ha. Con này thì hơi tốt luôn nè. Đó, hơi tốt nha. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là triệu làm dài 4 tấc nha, làm dài 4 tấc. Con này bán cho anh em triệu 4 nha. 30. 31 nè, vô cho anh em là một con Sinowa ha, Sinowa 365 nha. Con này thì bình xăng con còn nè.
mình xanh con còn nè, ốp lam còn nè, giật hơi thử coi. Rồi con này bán cho anh em giá nó là 1.000.000 nha, 1.000.000 thôi anh em ha, tình trạng bị cứng. 31 đủ đồ nha, đó nó đủ đồ luôn nè, anh em thấy không nè. À, 31 hả, 31 nha anh em bà con nha. Ba mươi hai vô cho anh em nè, một con cưa Extin 020 nha, Extin 020 con này thì bị gãy cục cao su nhúng rồi, về làm cục cao su nhúng nha, mặt trước nè, giật hơi đi, hơi tốt nè. Rồi con này bán cho anh em giá nó là 500.000 luôn. 32 33 vô cho anh em là một con Sinoqua 350 nha, 350 ha. Con này thì còn ốp lam nè, thiếu bình xăng con ha, thiếu cái nắp xăng cho luôn, giật hơi đi. Rồi con này bị cứng ha, con này bị cứng, và bán cho anh em giá nó là 670.000, 650 luôn đi ha, 650 luôn đi cho nhanh. 33 34 vô cho anh em một con Echo nha, Echo này là 452 ha, 452, thiếu nắp xăng, thiếu cái tay cầm qua đây rồi, thiếu cái tay cầm trên đây nè, về nhà anh em kiếm tay cầm bỏ vô nha, để dành làm phụ tùng nè, có làm sao bán vậy trên video này luôn ha. Đó, rồi giật hơi đi, cứng luôn. Rồi bán cho anh em 400.000, 400.000 về em lấy phụ tùng nha. Mã số nhiêu vậy? 34 nè, bình xăng con còn này nha. 35 vô cho anh em một con Makita 281 nha, con này giật được nè, mà bị gãy tay cục à ha, gãy cái này cao su nhúng rồi. Rồi cái này đỡ cho anh em giá nó là 400.000 luôn. 35 36 vô cho anh em là một con Makita 2835 nha. Đó. Này con ấy sơi nè. Này bị cứng rồi. Cứng rồi. Rồi bán cho anh em 300.000 về anh em lấy phụ tùng nha, 300.000. 300.000 ha. Nhiêu? 36. Vô cho anh em một con Sinoqua ha, Sinoqua E300 nữa này ha, mà con này nó bị mất cái ốp lam rồi nha. Nè. Mất cái ốp lam rồi ha. Đó. Rồi con này thì rất là giật luôn, không biết nó giật được hay lăn được hay không thì bán tình trạng vậy luôn cho anh em luôn ha. Rồi con này đỡ cho anh em giá nó là 700.000. 37 áo nhựa nha, áo nhựa. 38 nè, có con Ruby nha, con này thì tình trạng nó dày nè anh em, nó về cho anh em lấy phụ tùng nha, còn lam luôn nè ha. Đó. Rồi cái này đỡ cho anh em 400.000. 38 bị cứng nha. 39 nè, 39 vô cho anh em một cây Sinoqua nữa nè, Sinoqua đây là Sinoqua bao nhiêu ta, 345 nha, con này bị cứng rồi ha, có làm xích luôn mà bị gãy cái này rồi nè ha, gãy cái này rồi, về cho anh em làm phụ tùng hay là muốn lên máy tùy anh em nha. Đó rồi con này đỡ cho anh em giá nó là 600.000, 670.000 đi. 39 có con Makita này nè, Makita này không biết Makita bao nhiêu luôn nha, có nhiều bán nhiêu này luôn nha. Chị giật lại cái gì cứng à ha. Rồi cục này đỡ cho anh em giá nó 300.000 luôn nha. 40 41 nè, có cái xét của Ruby 320 nha. Rồi cục này đỡ cho anh em giá nó là 200.000 nha, bán tình trạng vậy luôn ha nè. 200.000. 41 42 nè, 42 vô cho anh em là một con Echo nha. Echo này thì về nhà anh em coi thử anh em làm được gì làm nha. Nó là 360 này ha, 360 nè. Thì nó có nhiêu này thì đù, cái nòng nó in 36 luôn kìa. Đó. Bình xăng con thì nó có nhiêu này rồi nha. Đó, nè, tình trạng nó có nhiêu này thì bán nhiêu này cho anh em ha. Đó, về anh em làm phụ tùng giật được không? Rồi thử giật được không hả? Ồ, đi giật được. Rồi giật được nè. Giật đi, giật đi. Từ. Có lửa không, về cho mấy ông lấy lửa đồ vô. Rồi, từ từ. Rồi. Có lửa không? Được rồi. Mẹ chưa bật công tắc mà. Rồi. Vô đi. Có lửa không? Cầm thấy vậy nè, cầm đạt đó đây. Bán cho anh em về lấy phụ tùng hay lấy được gì lấy nha. Rồi, cục này đỡ cho anh em giá 250 nha. 42. 250.000. Này bán cho anh em 50.000, về anh em lấy gì lấy nha, 50.000 à. Như vậy. Rồi bán cho anh em 40.000 đi. Này là nói chung là bán cho luôn này, giờ lấy bình xăng con cái này công tắc không muốn giúp quỳ vốn. Số nhiêu? 44. Có cái lốc này là của thằng
Echo này mà nó bị nứt trên đây nè. Về anh em lấy cái tay cầm ở sau này thôi ha. Lấy tay cầm ở sau này thôi. Rồi cái này đỡ cho anh em 40.000. 45. 46 này có cái lốc của thằng Sinowa này ha. Sinowa này là của thằng E300 rồi ha. E300 này, đó, Sinowa này anh em thấy không? Mắc in cho băng này. Cái lốc là bây giờ nó dày thôi nha. Đó, lăn im luôn này, giờ lăn im luôn này ha. Đó, Sinowa giữ lên luôn. Nên cục này đỡ cho anh em 150. 46. Sau này cũng đưa mấy cái mũ lên trước luôn. 47. Vô cho anh em là một con Mitsubishi TL20 nha, nằm trên tỉa ăn gào thôi. 1 gang, 2 gang, 5 tấc nha, này 5 tấc nha anh em nha, 5 tấc. 5 tấc à, ha, giật đây. 650 nha. Mã số 47 nha anh em nha. 48 vô cho anh em một con Echo Curix nha. Đó, Echo nè ha. Con này Echo lưỡi nó dài được 1 gang nè, 2 gang nè, 6 tấc nha. Con này 6 tấc này giật hơi. Ở giật trợ lực nha. Con này ở giật trợ lực. Rồi con này bán cho anh em 400.000 ha. Về cho anh em là dọn nha. Hay làm phụ tùng tin em. 48. Có đưa gì mình mất đời trời. 49 nè. 49 vô cho anh em một con Mitsubishi TU26 nha. Con này dàn áo nó bị răng trên đây nè nè. Ha. Áo nó bị răng trên đây rồi nha. Đó, đóng lốc Mitsubishi này thấy không? Lòng 34 ly nha. Tum rời 260 nha. Đó con này đẹp nè. Rồi giật mấy con này. Đó, TU26 nha anh em bà con nha. Đó. Bô riết rồi còn đẹp nè ha. Đó mặt giật nó còn đẹp nè. Ha. Ừ. Mitsubishi này, inlock Mitsubishi này. Đó, mẫu mã thì khỏi phải bàn rồi. Ha, xài chấu quanh Pro 1 kim nha. Rồi con này đỡ cho anh em giá 1 triệu nha. 49, nòng 34 gì gắn thuốc. Vô cho anh em nè, ha. Một con TD18 nha. Con này là bố con dậy luôn nè, ha. Lăn được nè, mắc bu ri, đứt dây giật nha. Rồi cục này đỡ cho anh em giá 200.000. Nhiêu? 50 hả? Mã số 50 nha anh em bà con nha. Số 50 200.000. 51 đưa cho anh em là một con cái gì con Robin nha, Robin EC02 nè. Con này thiếu cái cổ đây rồi ha. Ống xả bạch tư. Đó giật được nha. Rồi bản sát cho anh em về lấy gì lấy nha. Này đỡ cho anh em giá 450. Nhiêu? 51. Có con Hitachi nha, Hitachi này ha, con này còn ICTF nè, bố thì rớt lá hết mấy lá rồi nha, nè, cái này thì lắc được nè, mà nó bị giật thì nó bị cứng nha, mà nó lắc được cái nhiêu đó thôi ha, nè, đó, bình xăng thì bị bể rồi, rồi cục này đỡ cho anh em giá nó là 430.000 nha. 52. 53 vô cho anh em là một con Robin nha, Robin 251 nha, đó, nòng 34 ly này ha, đó, con này thì giật hơi nè. Hơi tốt luôn nha. Đó, hơi bị tốt, con này thiếu nắp xăng ha. Rồi con này bán cho anh em giá 400.000 nha. Nhiêu? 13, 53. 54 nè, vô cho anh em là một con Echo ha, Echo đây 2211 ha. 221. Con này giật hơi nè. Ủa giật chơi lực luôn nè. Cứng nè, con này ở giật chơi lực cứng nha. Đó, nè. Rồi cục này bán cho anh em giá 250 nha. 54. 55 vô cho anh em một con Mitsubishi ha. Tum rời 260 nha, tơi 15 ha. Nè nó ghi từ đây tơi 15 mà không biết là nó nhớ là như con này nó là tơi rồi rớt hết ốc rồi, dàn ốc này bị rớt hết rồi nha. Đó, bán theo tình trạng như luôn nha, tum rời 260. Nó là tơi 12 thôi mà sao nó nằm trên cái tem này. Này là tơi 12 nha. Đó. Rồi, cục này bán gì cho anh em luôn ha. 250. 53. 55.
56 vô cho anh em một con TG này ha, TG 18 này, con này lăn được nè. Đó, thiếu cái chụp buri nha, giật hơi nè. Đó, nhặt vô rồi. Con này bị nhặt vô nha. Đó. Rồi giật được rồi, con này đỡ cho anh em giá 250. 56 nha anh em nha. 57 nè, 57 vô cho anh em một con rabbit ha. Con này gắn xịt thuốc nè, con này nòng 34 luôn nè ha. Này nó cũng tâm rồi luôn nè, nó nằm trên đầu bơm này ha. Con này bị cứng rồi nha, bị cứng rồi ha. Nó nằm trên đầu bơm luôn á. Rồi cục này đỡ cho anh em giá 200.000. 57. 58 vô cho anh em một con echo trắng nha. Echo này hình như là echo 260 sao này nè, nó bốn chân gốc luôn nha. Đó mà nó bị cứng rồi ha. Bán theo tình trạng gì luôn nha, con bình xăng nè. Đó. Ha, về để giật lại bình xăng con. Rồi cái này, rồi cục này đỡ cho anh em giá 200.000 thôi nha. 58. 59 vô cho anh em một con TH34 nha. Đó, TH34 nè ha. Nè, TH34 nha. Con này bị mất cái bích tông rồi nha. Con này bị mất bích tông rồi nè ha. Nó nằm có chữ da băng luôn nè. Ha. Về cho anh em làm gì làm nhanh, nó bị mất cái bích tông nha. Đó, lưu ý ha. Mất bích tông rồi. Đó, cục này đỡ cho anh em 400.000 ha. 400.000. 59. 60 nè, 60 vô cho anh em là một con ít tinh nha, ít tinh đây là 522, ít tinh 22 ha, 22 bình xăng nè, xăng hình như chưa bởi đâu. Rồi cái này về lấy y sơi, lấy tâm, lấy ô giật, lấy bình xăng nha. Rồi bình xăng con hai kim luôn nè ha. Rồi, mà mất cái mão cho này rồi, cục này đỡ cho anh em giá 200.000 nha. 60 vô cho anh em là một con Mitsubishi TL33 nha, con này lăn được nè. Ừ, lăn được nha, mất ổ giật rồi ha. Đó, con này lăn được nè. Nó nằm trên ba lô nha. Đó, Mitsubishi TL33 ha. Đó, lăn được nha anh em nha. Nè. Đó, lăn còn lăn ngon luôn nè. Đó, mất ổ giật nha. Đó, mất in da băng ha. Đó, nè, TL33 nè. Mất in da băng nè. Đó, Mitsubishi nè ha. Đó, mẫu mã đẹp nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn ha. Nè. Đó, quá đẹp đúng không anh em, nằm trên ba lô nha. Rồi con này bán cho anh em giá nó là chốc sơn hả, nè mắt in da băng nè ha, mẫu mã đẹp cực kỳ luôn. Rồi con này bán cho anh em giá nó là 900.000 nha. 61 62 vô cho anh em một con Maru 2004 nha, 2004 ha, chứ quanh bồ rồ một kim này ha. Con này giật hơi tốt nha. Đó, giật hơi mà bị ngạt bô rồi nha. Nè, ngạt bô rồi nè. Còn đẹp nha. Đó. Rồi, cục này đỡ cho anh em giá nó là 200.000 nha. 200.000. 62. Vô cho anh em một con Maru nha. Con Maru này là 320 nha. Đó, Maru 320 nè, tâm 260 nè mà bị cứng rồi ha. Đó, có nhiều này bán nhiều này cho anh em ha. Bán cho anh em 300.000 đi. 63. 64 vô cho anh em cái lóc con Xtin nha. Lóc này lóc con Xtin ha. Đó, lóc Xtin nè. Xtin này Xtin 22 ha, 22. Đó. Nè. Có nhiêu này bán nhiêu này cho anh em nha. Cái này giật được này vô lăn đi luôn nè ha. Rồi cục này đỡ cho anh em giá nó là 150 nha. 64. 65 vô cho anh em một con Sinowa ha. Con Sinowa này là Sinowa 350 nha. Đó, Sinowa 35 ha. Đó, X35 nè. Này vô nước rồi ha, bán nhiêu này cho anh em ha. Giờ lấy ổ giật nha. Đó. Rồi cục này đỡ cho anh em giá 280.000. Nhiêu? 65 hả? 65 nha anh em nha. Rồi có một con Honda 4 thì nha. 4 thì này không biết là đây là bị rớt ốc hết rồi nha. Nè. Nói chung là lấy xét thôi nha. Nè, inlock nè ha, inlock nè. Rồi, cục này là bố lớn nha. Con này là bố lớn ha. Về cho anh em lấy phụ tùng lấy gì lấy nha. Lăn được không thì không biết nữa. Rồi lăn được nè. Rồi để cho anh em 300.000 nha. 66 nha anh em nha. 66 có một con echo nha. Echo đây là echo 23235 hay sao, bị cứng rồi nè, rớt ốc tùm lum hết rồi nè. Rồi để cho anh em 100.000 nha. Về anh em làm phụ tùng nha, lấy cục sơi. 67 68 nè, vô cho anh em cái lốc của thằng thằng echo nha. Echo này 253 nha, có cục sơi nè ha. Mà lăn sao cứng vô nè. Rồi còn tâm nè, còn bộ này. Rồi để cho anh em 100.000 nha.
68. 69 nè, 69 vô cho anh em là một con Echo 311 nha. Đó, 311 ha, 315 311 nè. Lăng im nè. Đó, nó có nhiều này bán nhiêu này cho anh em nha. Đó, có nhiều này bán nhiêu này ha, lăng im luôn á ha. Lăng nè. Ha. Đó. Rồi, cục này đỡ cho anh em giá nó là 300 ngàn nha. 315 311 351 á ha, là nó nè. 69. Có cái lốc của thằng NB31 nha, 31 nha anh em nha. Đó, có còn bố luôn nè, bố ba càng nè ha. Bích tông nó bị xước rồi ha. Lăn được nè. Đó, rồi bộ này đỡ cho anh em 100 ngàn nha. Để mơ. 71 nè. Vô cho anh em là một con này cũng nào ta. Mà bích tông cũng đẹp lắm. À cái này là của thằng Tanaka nha, Tanaka chữ A anh em à ha, không biết là Tanaka bao nhiêu ha. Đó. Nó cũng bốn chân ốc nè. Còn bình xăng con One Pro luôn nè. Rồi cái này đỡ cho anh em 100 ngàn nha. 71. 72, vô cho anh em là một con Makita ha. Makita đây là Makita 2003 nha, bộ hơi 2003 nha. Đó. Cái này thì bích tông nó nè. Còn đẹp nha, nè. Đó. Bên đây thì dính nhớt rồi ha. Nè. Ha. Rồi cái này đỡ cho anh em 100 ngàn nha. 100 ngàn. 72. 73 nè. 73 vô cho anh em là một cái lốc của thằng thằng này không biết thằng gì luôn. Không biết anh em à. Bán đại 100 ngàn luôn ơi. Còn bố. 73. 74 nè, vô cho anh em cái lốc của thằng thằng Sinowa nha. Sinowa đây là Sinowa S23 nha. S23 ha. Đó, còn công tắc luôn nè. Lăng nè. Còn bố không ta? Còn bố nha. Rồi. Đỡ cho 100 ngàn. 74. 75 vô cho anh em là một con cơm nha. Cơm này cơm 2003 ha. Cơm Mitsu 2003 nha. Cơm cánh bướm ha. Nè. Bên trong đó nè. Đó, còn trắng còn đẹp nha. Đó. Bên đây cũng vậy nè. Đó, nó còn lửa nha, còn lửa nè ha. Về nhà anh em muốn làm thì làm nha. Đỡ cho anh em cục này 230 ngàn. 75. Ngọc có cái lốc của thằng gì đây Ngọc cũng không biết luôn. Có cục lửa nha anh em nha. Này có cục iso nè, có cái lốc này thôi nha. Coi thử anh em coi thử nó có giống cái gì của mình không nha. Nè, nhìn kỹ nha. Đó, mất in da băng nha. Đó. Ừ. Thấy chưa? Anh em coi kỹ nha anh em nha. Coi thử nó giống cái nào của mình hay không thì mình về nhà mình để dành mình xài nha. Đó, nhiều lúc tìm không có đâu anh em ha. Để cho anh em 100 ngàn thôi. 76. 77 nè, 77 vô cho anh em nè. Một cái nén nha, nén tâm 260 nè. Đó, nó còn chạy nha. Nó có nhiều này bán như này cho anh em thôi nha. Về cho anh em làm phụ tùng ha. Đó, 100 ngàn. 77. 78 nè, vô cho anh em một cái tâm, một cái má là một cái cục iso nè ha. Đó, iso của thằng Echo 253 nha. Đỡ cho anh em 100 ngàn. 78. Nó có hai cái bully nha, bully nha. Đó, hai cái bully nè ha. Hai bully nè. Của Nhật Bản nha. Đó. Rồi, đỡ cho hai cái này cho anh em 150 nha. 79. 80 nè, có một cái bình xăng của thằng EI15 nha. Đó, EI15 Subaru ha. Nè. Cái áo nữa nè. Đó, áo cũng đẹp nha. Bình xăng nè. Có quan luôn nha anh em nha. Đó. Rồi, hai cái này bán cho anh em 300 ngàn nha. 80. 81 Ngọc có cái bình xăng nha, bình xăng mẹ của thằng gì cũng không biết luôn, còn có máy phát điện á. Ha, TS500 nè ha. Rồi bán theo tình trạng vậy luôn nha, chỗ này hơi mớp xíu thôi ha. Nhưng mà nó cũng không quanh ngoài, nó chưa có mua xét đâu. Đỡ cho anh em 200 ngàn. 81. 82 nè, 82 vô cho anh em nè ha. 82 vô cho anh em là một cái tiếng rào Makita nha. Đó. Này đỡ cho anh em 30 ngàn.
82. Lên cân, lên cân. 83 nè. 83 vô cho anh em là một cây lam nha, lam là tinh thôi. 51 phân nè, chân ốc 8 ly nè. Chỗ này thì nó hơi bị lém cái này xíu nha. Nè, không ảnh hưởng gì hết ha, lam là tinh nha. Và cái này đỡ cho anh em 200.000. 83. Rồi còn hai cây lam này, hai cây lam này là hai cây lam bánh xe của Homilet nha. Lăng in này. À, cái này lăng in mà cái này hơi cứng 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 nha. Rồi hai cây này đỡ cho anh em 200.000. 84. Chân ốc này là chân ốc 6 ly nha. Rồi có cây cần này nè ha. Có cây cần này tôm 260 nha. Tôm 260 nha anh em nha. Đó, tôm 260 ha. Cái cần này thì nó mất cái chén kẹp rồi nha. Nó mất chén kẹp mà cần câu ha. Rồi cây này đỡ cho anh em 80.000 nha, bằng sắt nha. Cần này cần bằng sắt 80.000. 85. Vô cho anh em là một cái cần tôm rời nha, tôm rời 260 ha, lăng im nè ha. Mà nó thiếu chén kẹp nha anh em nha. Đó, nó thiếu chén kẹp ha. Đó, thiếu chén kẹp. Cây này bán cho anh em 150. 86. 87 nha. Vô cho anh em là một cái cần tôm rời 260 nè ha. Đó, tôm 260 nha anh em nha. Đó. Bộ cái cần này bị bể rồi. Ờ, cái cần này bị bể chỗ này lại xíu rồi nha anh em nha. Này nhấc nó cầm lại rồi nè. Rồi. Cây này có chén kẹp đầy đủ luôn ha. Rồi đỡ cho anh em 170.000 thôi ha. 87. Tám tám vô cho anh em là một cái cần ha, cần này là cần ống 26 ti chính khí nha, ti chính khí ha. Bữa mấy ông nội giận quá trời luôn, giờ tìm mà ra mà mấy ông không có chốt à. Đỡ cho anh em 200.000 nha, chính kẹp đầu bò đầy đủ này, đang im nè. 88, 89 nè, vô cho anh em cái đầu bò này ha, cái đầu bò này là 7 khí 24 nha. Đó. Nè, viên bộ nó dày nha, lăng im nè. Đó. Đó. Rồi đỡ cho anh em 100.000. Dính 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 đấy. 89 100.000. Ngọc có hai cái lử này nha, bự bự lắm anh em à. Ở bãi lấy về luôn nè, ha. 305 nè. Đo 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 thử coi. Ngang nó nhiều vậy. 30 nha, 30 vỡ bự lắm nha. Thôi, hai cái lưỡi này để cho anh em. Lưỡi còn kim luôn. Lưỡi bãi ha. Ha. Còn kim nè. Thôi, để cho anh em hai cái này 150. 90. 91 nè, một có mấy cái này nè, ha, lượm mấy trong đó về nè. Giao lưu cho anh em ở nhà lúc nào anh em cần hả thì không có. Này để gắn vô mấy cái đầu xịt thuốc đó nha anh em nha. Ha. 4 cái nha. 4 cái này để cho anh em 100.000 ha, ha. 100.000 thôi. 91. 92 nè, có mớ boron của thằng Ti 22 nha. Đó. Này là gắn vô Ti 22 ha. Được gom được mớ cho nào bữa giận nè. Cái này là của Ti 22 nha. Ti 22 ha. Ti sứ thì nó gắn được hết nha. Rồi, này để cho anh em 180.000. 92. Rồi có ba ổ cước nè, thấy trong đó còn ba cái nè ha. Ba cái gì nè. Đó, anh em giờ coi thử anh em gắn được không nha. Ba bộ gì để cho anh em 100.000. Ha, 100.000. 43. 93. Rồi có một mớ ống, có hai cái ống này dày nha anh em nha. Ống dày nè, ha. Cái này là quanh hồi nè, cái này là quanh hút nè, ha. Đó. Rồi hai cái này đỡ cho anh em 100.000 nha. 94. Thấy trong đó cái nào đẹp đẹp là lấy về cho anh em nha. 95 nè, có cái ống sùng nè, ha. Ống sùng mình đo ngang qua đi. 10 phân nha. 10 phân rưỡi nha anh em nha. Đó, 10 phân rưỡi. Cái này đỡ cho anh em 100.000 nha. 95. 96 nè, hai cái chớ quanh bồ rồ một kim nha. Một kim này ha. Quanh bồ rồ một kim nha anh em bà con nha. Đó. Rồi, cặp này đỡ cho anh em 160.000.
160.000, 96, 97 nè, 97 ba bộ bố này ha, ba bộ bố 260 nha, rồi đổi cho anh em 100.000, 97, 98 này, có 5 bình xăng của người Trung Quốc xuất nhập kỳ đây nè, ha, rớt trong đó đem về cho anh em luôn nè, cái này cũng có hai chim nữa thôi, rồi đổi cho anh em 100.000. 98 99 nè, 99 là mấy cái cộng sơn, 4 cộng dây xích, 4 cộng xích nha, xích làm anh em, 4 cộng ha, có cái cứng nha, mấy này giờ ngâm nhớt ra nha. Rồi, 4 bộ này đỡ cho anh em, nó lộn xộn nha, 4 bộ lộn xộn nè, anh em có hỏi thì Ngọc cũng bó tay rồi, đỡ cho anh em chăm thử thôi, 4 cộng. Mã số 99 ha. Vô cho anh em cái chấu quanh bồ bồ một kim nha. À hai kim nha anh em nha. Đó nè. Ha, hai kim. Rồi, đổi cho anh em 150. 150.000. Mã số 100 ha. Rồi, nói chung Ngọc lên như này cũng nhiều rồi. Để anh em coi cái nào cảm thấy nó phù hợp với mình thì mình có chọn nha anh em bà con nha. Chúc anh em luôn luôn mình khỏe ha.